Chào mừng quý chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại trước mặt em đây nó là chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt. Em sẽ thao tác cái tính năng đèn đủ từ xa cho chiếc xe này. Anh chị ấn hai lần nút khóa xe và giữ nút hâu. Trong vòng 3 giây là chiếc xe đã được đèn đủ. Thì đây là những cái tính năng mà rất nhiều anh chị cũng đã biết, nhưng mà đây em đánh giá là một tính năng rất hay của Hyundai Accent phiên bản đặc biệt cũng như là phiên bản AT. Hôm nay em xin phép cập nhật cho anh chị chính sách giá thời điểm tháng 11, khi mà chương trình giảm thuế trước bạ cũng không còn nhiều thời gian nữa và sẽ kết thúc vào cuối tháng 12, thì thời điểm này em thấy là thời điểm cực kỳ tốt. Nó là thời điểm các đại lý có sẵn xe và thời điểm chưa tăng giá. Khi đến tháng 12 rồi chương trình giảm thuế sắp kết thúc thì giá xe ắt hẳn là sẽ tăng lên. Hyundai Accent phiên bản đặc biệt bên em đang được bán cho khách hàng, đang được chào bán cho khách hàng mức giá là 945 triệu và được giảm giá trực tiếp cho quý khách hàng là 36 triệu mới mức giá bán là 509 triệu. Lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang và các tỉnh lân cận thì đâu đó rơi vào khoảng 500 triệu là cả bảo hiểm thân vỏ. Còn lăn bánh mà trả thẳng không có bảo hiểm thì đâu đó rơi vào khoảng 542 triệu. Và quà tặng bên em có hỗ trợ cho khách hàng đó là phim kích nhiệt, bảo hành 10 năm, rồi thì trải sàn da. Đây là sàn nỉ thì bên em sẽ bọc da vào, cũng như là bọc vô lăng, rồi là ví da. Có thể kèm thêm một gói quà tặng trị giá khoảng 35 triệu cho tùy thời điểm. Và cái lãi suất hỗ trợ trả góp thời điểm này cũng cực kỳ là ưu đãi, chỉ khoảng 0.7%, khoảng 0.7 đến hơn đến khoảng 0.75 cố định cho 3 năm đầu. Và chính sách ưu đãi cho 12 tháng đầu của gói vay của ngân hàng của Hyundai thì nó chỉ rơi khoảng 0.62% trên tháng trong 12 tháng đầu, và các tháng sau thì nó rơi vào khoảng tầm khoảng 0.8 đến 0.85%. Phiên bản AT thì bên em đang chào bán mức giá là 505 triệu và đang được giảm giá cho quý khách hàng là còn 471 triệu và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang đâu đó cả bảo hiểm nó khoảng 509 triệu và không bảo hiểm thì khoảng hơn 500 triệu một chút. Đó, tính năng của phiên bản đặc biệt này sẽ nổi trội hơn phiên bản AT và một số tính năng như là hệ thống 6 túi khí. Bản AT thì sẽ có túi khí của tài xế và túi khí bên phụ. Còn bản đặc biệt thì sẽ có thêm 2 túi khí ở bên hông và 2 túi khí rèm, là tổng cộng là 6 túi. Có ga tự động, cruise control, có điều hòa tự động, có hệ thống cửa sổ trời, rồi hệ thống gương chậu trong chống chói, cũng như là la răng là to hơn 1 inch. Hệ thống ghế da của phiên bản đặc biệt này cũng là một loại ghế da rất là tốt, có thông lỗ để chống cho khách hàng, giúp cho khách hàng ngồi nó thoáng mát hơn. Đó, cửa gió điều hòa thì cũng được trang bị cho hàng ghế thứ hai và có thêm cổng sạc. Hàng ghế thứ hai của Accent thì cũng có một cái độ rộng khá là phù hợp cho trong phân khúc. Những cái màu xe bọn em sẵn giao như là màu trắng, màu đen, màu đỏ, màu vàng cát thì anh chị có thể gọi điện qua số điện thoại em để trên màn hình để nắm được thông tin chính xác thời điểm mà em sẽ cập nhật giá này, cũng như chương trình khuyến mại và gói hỗ trợ lãi suất tốt cho khách hàng mua trả góp. Thì em xin cảm ơn quý anh chị đã theo dõi, lắng nghe. Xin cảm ơn quý anh chị và hẹn lại quý anh chị trong những video tiếp theo.